his weapon. He's got a ton of rocks. Yeah, in a row. And this Baron may just be dead. 23 minutes into the game. Might get a fight. Oh, that's good. That's a good reveal. Yeah, we're down to 2,000. We could have another steal as Noggery, not even in the pit, but Canyon is going to be able to get that one locked down. Oh, the boot back. There it is. The four-man Gnar into the wall. Could this be Lowkey's team fight already to have gone down as Noggery? Gonna have to do it by himself as Canyon now over to the side, having to fight Artifact. And look at the aggro management. It's stunning from Lowkey, and they get the ace. Né qua bóng tối thành công, Meliodas ở tuyến trên vẫn chưa xuống. Lowkey ngưng sát thương Baron để chờ Hany. Hany dịch chuyển, Artifact lao vào tấn công. Họ quyết định chơi chắc cú và Baron đã có. Hany cũng có mặt ở đây và Meliodas buộc phải dùng tốc hành liên tục để né kill nhưng cũng không sống được. Artifact có được double kill. Piccolo tung lâu nhưng Piccolo nằm xuống và đây có thể là một trong những điểm hạ gục cuối cùng. Có một phòng ngự Slayer bắn khá rát. Lowkey chỉ cách chung kết thế giới có vài bước chân nữa thôi và họ đang cực kỳ cẩn trọng trong những bước cuối cùng này của mình. Súng vào tung ra, BNK đang ở trong vòng lao lý nhưng không phải là vấn đề. Kennen vẫn chưa cuối lao lên, tôi không nghĩ là Stark làm được gì trong tình huống này cả. Hany kết hợp với từng bầy gấu lao lên chó Slayer, Slayer thoát được, họ hạ gục được Hany. Nhưng Hiz bên kia mất đi đồng hồ ngừng đọc, Slayer bị kéo, Slayer chết rồi, chưa. Slayer chưa chết, bây giờ thì là triple kill dành cho Slayer. Được trên nhưng mà coi chừng là mất 3 nha. Bên phía Flash đang cố gắng bê về. OGG vẫn chưa bấm bê. Không có hai người là Optimus và Artemis trụ ba đường giữa dành cho OGG và Lowkey. Họ không muốn dừng lại. Họ muốn chơi tới. Artifact có dịch chuyển. Sẽ giúp làm gì vậy? Sẽ giúp làm gì? Nó chưa về. Sang bị giữ chân lại dính quá bóng tối. Và Sang có khả năng phải nằm xuống. Anh ta đã nằm xuống rồi. Và bây giờ thì DNK đang lui về, anh ta chỉ còn một chấm máu. Celeb đang bắn khá tốt, lồng được tung ra, Artifact lao ra. Wow! Đó là Artifact với điểm hạ gục và Hiz sẽ phải nằm xuống. Đó là ba điểm hạ gục dành cho Lowkey và đường chữa cho họ. Basley khi không